vô như nước. Tiền ra nhỏ nhỏ. Wow, mấy cô công chúa nhà họ Tống họ đỏ họ đó. Đến lộn rồi. Wow. Tống Tống đổ ly, Tống đổ ly. Oh my god. Em đi đổ ly Nguyễn. Chúc má sống lâu 120 tuổi. Tiền vô như nước. Tiền ra nhỏ nhỏ. Mỗi người câu đi. Ai không chúc là phải lì xì cho người người chúc á. Sao nói. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người được sức khỏe dồi dào. Chúc xin mọi người vui vẻ. Phải. Chúc mừng năm mới. Tân tâm an lạc. Wow, hello Tám. Về sự duyên. Chúc mừng. Cả nhà. Giảm sự như mấy. Tốt. Mang thêm tình vợ. Thì hai. Chúc mừng năm mới. Tốt chính. Tỷ sự như mơ. Cả thầy. Tân tâm an lạc. Chúc Tám. Ok, Nghiên. Ok, cho John. Ok, Benson. Ngoại, ngoại nói chúc mừng năm mới ngoại. Chúc vui lên cái nguyên gia đình tán vô luôn á, từ anh lì xì người lớn luôn mà. Rồi anh chúc Úc Việt trước nha. Hai vợ chồng lúc nào hạnh phúc với nhau, lúc nào cũng tươi tắn, trẻ đẹp, làm ăn được thuận lợi, dồi dào. Còn có chúc Phê Ra ở bên sàn nè. Có chúc Phê Ra gần mới nói là học thật giỏi, mối để giúp bố với mẹ. Cô chúc Phê Ra lúc nào cũng đẹp ngày hôm nay. Hôm nay rất là đẹp Phê Ra. Bên sẵn cái gì đó.
Hoài. Hai bảy. Hello. Ok, xong. Oh,
Không, chị lấy hết rồi. Chính là nó rõ ràng.